Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm qua chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi tập đầu tiên của tác phẩm truyện Phản Gián, Người Đến Sau. Và nhân vật chính Bảo của chúng ta đã bắt đầu sang bên nước ngoài. Và tiếp theo sau đây, cái hành trình của anh có những nguy hiểm, những gian nan gì? Chúng ta cùng theo dõi tập 2. Tây Nguyên. Nắng nóng bắt đầu từ sáng, mặc dù xung quanh khu công trường đang xây dựng dang dở có khá nhiều cây xanh, nhưng Mai vẫn thấy hối tiếc khi đồng ý vào đây. Sau chuyến đi dài ngày, lẽ ra bây giờ cô đang được thư thái nằm trong bồn tắm thơm ngát ở một nơi nào đó ngoài Hà Nội mới phải chứ. Chẳng biết có phải vì đã thực sự tin tưởng cô rồi hay không mà Lê Công cứ liên tục cử cô đi công tác xa. Cũng tốt thôi. Nhưng giá mà có anh ta đi cùng như hồi đầu, thì sẽ thú vị hơn đấy. Tài phụ trách giám sát cứ luôn mồm giải thích những hạng mục đang thi công mỗi khi hai người dừng chân ở một nơi như thế. Cái giọng nói không có cung trầm của gã cứ đều đều như một bài thuyết trình chán ngắt của một giảng viên kém cỏi nào đó mà cô đã từng gặp thời đi học. Càng khiến cô thêm khó chịu. Trên đầu, chiếc mũ bảo hộ lao động nặng trịch cũng góp phần vào việc đầy hơi mạnh cơn xì chét đang tấn công cô. Thực ra, điều Mai đi công tác lần này, ngoài nhiệm vụ kiểm tra tiến độ thi công xây dựng nhà máy ra, Lê Công còn muốn nhắm đến một mục tiêu khác nữa. Đó là dự án khai thác gỗ tự nhiên đã được địa phương thông qua với cái tên Dự án thay thế cây lâm nghiệp trên núi Đá Vôi. Theo đó thì, một diện tích rừng lớn tự nhiên sẽ bị phá bỏ, thay vào đó là các loại cây ngắn ngày. Đây sẽ là nguồn nguyên liệu chính cho nhà máy chế biến gỗ đang xây dựng. Với lợi thế của một chuyên gia về luật dân sự, Mai được Lê Công tin tưởng giao nhiệm vụ cùng nhóm lập dự án của tỉnh nhanh chóng đưa những ý tưởng trên giấy thành hiện thực. Làm việc với địa phương xong, Mai định xuống Sài Gòn để bay ngay ra thì nhận được cuộc điện thoại của Lê Công. Có một việc nữa mà anh ta muốn cô nhân dịp này tranh thủ làm luôn, đó là lên kế hoạch tuyển lao động tại địa phương, chuẩn bị sẵn khi nhà máy hoàn thành sẽ đi vào hoạt động ngay. Việc đó cũng dễ thôi. Chỉ cần gặp gỡ những cán bộ cấp huyện là ổn, có khi còn chẳng phải tốn kém gì, bởi tự dưng có người mang công ăn việc làm đến cho địa phương. Đó chẳng phải là điều mà người ta vẫn mong muốn hay sao? Mọi thứ xong sớm hơn so với dự định. Thế nên chỉ 5 ngày sau, Mai hoàn tất công việc, bây giờ cô đang trên đường ra Hà Nội. Cô cũng chẳng báo cho công biết, những bất ngờ nho nhỏ đôi khi cũng cần thiết trong cuộc sống. Máy bay gặp trục trặc, nên lúc về đến căn biệt thự xinh xắn trên khu Bắc Linh Đàm thì đã khá khuya. Ánh sáng trên tầng 2, nơi phòng ngủ cho biết người tình của cô vẫn còn thức. Mai rón rén lên cầu thang, cô hơi hồi hộp trước căn phòng quen thuộc, cửa vẫn hơi hé mở. Nhưng rồi, những âm thanh từ bên trong vọng ra khiến cô chết điếng. Lê Công không ở một mình và Mai hiểu rằng cô chẳng phải con bồ câu duy nhất mà anh ta đem về tổ. Phải khó khăn lắm, Mai mới không bật khóc. Cô dựa vào tường và im lặng, nuốt những giọt nước mắt. Cuối cùng, Mai bước xuống cầu thang, rồi lặng lẽ khóa cửa. Đêm mùa hè về khuya không đến nỗi quá ngột ngạt, nhưng cô thấy thực sự khó thở. Hóa ra, sự bất ngờ không phải lúc nào cũng thú vị. 3. Phía sau lý tưởng. Đại hội Thanh niên Dân chủ lần thứ nhất diễn ra tại quận Cam, Hoa Kỳ. Có khoảng hơn 100 người trẻ tuổi, còn lại cũng phải con số ấy, thậm chí còn hơn là những cựu binh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa xưa. Họ mặc trên mình những bộ quân phục thuộc đồ các binh chủng. Trên những gương mặt hằn dấu thời gian ấy không có nhiều biểu hiện để người ta có thể tìm thấy điều gì đó gọi là tích cực. Tất cả họ dường như không biết mình đang làm gì. Trước khi đến giờ khai mạc và trong những đợt giải lao, trên loa phóng thanh lại vang lên những lời ca não lòng vẫn thường nghe đâu đó trong các quán cà phê bình dân, những tiếng nỉ non của một anh lính trận xa nhà nhớ người yêu, lời oán thán về một mối tình tan vỡ. Nghe những giai điệu lời ca ấy, không khó để nhận thấy rằng đó là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho một xã hội với những con người yếu đuối, có lối sống ủy mị, và tất nhiên tinh thần cũng vậy. Thế nên cũng chẳng lạ gì cho cái sự sụp đổ của một quốc gia chỉ sau 20 năm tồn tại.
Những gì họ đang làm đây phải chăng chỉ là sự níu kéo trong vô vọng của một vài con người vẫn còn chưa tỉnh ngộ? Bảo ngồi ở gần hàng ghế cuối, anh lặng lẽ ghi chép và quan sát mọi người. Thoạt trông ai cũng nghĩ rằng đây là một anh chàng cần mẫn hiếm hoi ở đây. Bởi lẽ ngoài anh ra những người khác, thì kẻ gà gật trên ghế, người lại thờ ơ vô cảm, mặc kệ diễn giả đang gân cổ nói ở trên kia. Có một chi tiết không thể bỏ qua trong bản báo cáo lần tới mà Bảo gửi về nhà, đó là việc Hội Thanh niên Dân chủ sẽ thành lập một tổ hành động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của một cựu sĩ quan thủy quân lục chiến. Trong danh sách những tình nguyện viên đầu tiên có tên Lê Quang. Người mang đai đen không thủ đạo, đang là huấn luyện viên chính của Hiệp hội Võ thuật Sinh viên Ngoại quốc miền Đông nước Bỉ. Quang có nhiệm vụ phụ trách huấn luyện thể lực và kỹ thuật cận chiến cho các thành viên tổ hành động. Người ta cũng hứa sẽ nhanh chóng có một võ đường riêng được mở ra dành riêng cho thành viên của tổ chức Thanh niên Dân chủ. Công việc có vẻ đang được triển khai khá gấp gáp. Chiếc Ford Escape dung tích 2.3 lầm lũi đi trong bụi đỏ. Đã hết đường cấp phối, giờ đây nó đang đi vào một trong những nơi xa nhất của tỉnh lỵ. Con đường này ngoài dân chúng bản địa, hầu như không mấy khi có các phương tiện cơ giới nào khác vào đây. Lễ Công trực tiếp cầm lái, ngồi ghế sau là luật sư Trần. Vẫn như mọi khi, anh ta mang bộ mặt trầm ngâm của một kẻ lắm mưu nhiều trước. Cũng có thể anh ta chẳng nghĩ gì mà chỉ đơn giản là đang thưởng thức quang cảnh bình yên của núi rừng mà thôi. Có vẻ như không chịu nổi sự im lặng quá lâu, Lê Công hắng giọng rồi lên tiếng. Đường xá thế này, nhưng cũng chưa ăn thua. Tôi từng qua những cung đường còn ghê hơn, nhất là vào mùa mưa thì thôi rồi. À mà họ có bảo là sẽ đón công anh. Đây này, sóng điện thoại lúc có lúc không. Luật sư Trần vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chỉ khẽ nhíu mày rồi lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Anh ta bấm bấm rồi cất tiếng. Rẽ phải, ở ngã ba phía trước. Công tò mò quay sang. Anh mang theo định vị toàn cầu à? Trước trong xe cũng có lắp, về sau do ít dùng, nên tôi cũng chẳng để ý nó hỏng từ khi nào. Luật sư Trần nhếch mép. Có phải lúc nào mình cũng ngồi trên xe đâu, tôi đề phòng những trường hợp như vậy. À, chuyện cô Mai đến đâu rồi? Lê Công hơi bối rối, đánh tay lái tránh một khúc cây nằm ven đường rồi nhún vai. Có một chút hiểu lầm, tôi đã giải thích rồi, chắc sẽ ổn thôi. Luật sư Trần gật nhẹ đầu. Tôi sẽ trao đổi lại với cô ấy, hy vọng chỉ là những xáo trộn tâm lý tạm thời. Bỏ lừng câu nói, anh ta hơi cúi người về phía trước chăm chú nhìn. Xa xa cách họ chừng hơn 100 mét, có hai người bản địa đang đứng bên đường. Hình như là họ đấy. Theo lời hai người địa phương, họ phải bỏ xe ở ngoài con đường vắng, sau đó cả nhóm lên xe máy đi xuyên qua con đường mòn dưới những tán rừng rậm. Chừng hơn một giờ đồng hồ thì gặp một con suối nhỏ, phía bên là một bàn người dân tộc khá quần tụ. Ông chủ nhà dáng vẻ rắn chắc đứng sẵn trên sàn, tươi cười chào đón hai vị khách quý. Ngôi nhà bằng gỗ tốt được trau chuốt khá kỹ lưỡng khiến họ không khỏi trầm trồ. Ngoài phố thị, nếu dựng được một căn thế này không biết sẽ tốn bao nhiêu. Ây da, có ba con đường tất cả, trong đó khó đi nhất là ngả qua Sài Khao, nhưng cũng là lối bí mật nhất. Sau ly rượu nồng, vị chủ nhà trầm giọng. Theo chỉ thị của anh, tôi đã trực tiếp đi khảo sát, đây là sơ đồ tôi tạm vẽ, có thể còn phải chỉnh sửa đôi chút. Chính quyền ở đây thế nào? Luật sư Trần hỏi sau hồi im lặng. Thì cũng toàn anh em họ hàng cả thôi, tôi đã thông báo với họ về chuyện có anh em về thăm, có thể tối nay ông phó chủ tịch sẽ đến chơi. Ba người vừa ăn, vừa trò chuyện. Bên ngoài trời lất phất mưa rồi nặng hạt dần. Những cơn mưa rừng thường cho người ta cái cảm giác rất khác so với chốn thị thành. Giữa nhà bếp lửa đang bập bùng cháy, soi bóng họ chập chờn trên vách. Đây là tiền ứng trước. Các ông cứ thử một vài chuyến xem sao. Nếu ổn, ta sẽ làm ăn lâu dài với nhau. Lễ Công lôi từ trong ba lô ra những sấp tiền trao cho chủ nhà. Mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Được rồi. Tôi có phải làm gì nhiều đâu. Chỉ có việc sang bên đó mang hàng về thôi mà. Ây da, uống đi. Ông chủ nhà vui vẻ, giơ ly rượu lên. Ba người lại cùng nhau cạn chén. Ly Dê, nước Bỉ. Hôm nay Bảo phải truyền báo cáo về nhà. Hộp thư chết đặt trong một siêu thị nhỏ gần nơi anh sinh sống. Chẳng có ai nghi ngờ gì việc một sinh viên đến mua thực phẩm ở đây. Xong việc anh chọn vài thứ đồ dùng cho những ngày tới. Phong cách sinh hoạt ở đây cũng khác hẳn bên nhà. Cứ chất đầy tủ lạnh là ổn, đủ cho cả tuần, có khi hàng tháng chả cần phải mua sắm gì. Chiều nay anh có cuộc giao đấu với một khách mời đến từ Marseille.
Anh chàng này là cựu vô địch giải cộng đồng người nhập cư tại Pháp năm ngoái. Chưa có nhiều thông tin về đối thủ, chỉ biết rằng đó là một võ sĩ gốc Iran, mà như anh biết thì đó là đất nước của nhiều cao thủ môn võ này. Thậm chí họ đã xuất khẩu các võ sư sang nhiều nước để truyền bá không thủ đạo. Từ khi tham gia luyện tập ở đây, anh đã gặp khá nhiều đối thủ, kể cả những anh chàng châu Âu to lớn lẫn những võ sĩ đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, không phải trận nào bảo cũng giành phần thắng. Nhưng họ đều thừa nhận lối đánh của anh có những nét đặc biệt khó tìm thấy ở các võ đường ngày nay. Họ có biết đâu, những kỹ thuật ấy là anh may mắn có được từ người cha tài giỏi nhưng khiêm nhường đã chỉ bảo cho anh từ những ngày còn thơ ấu. Còn anh thì lại chẳng ngờ rằng chính nó đang giúp anh thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Trên hàng ghế khán giả hôm nay đông hơn thường lệ. Ngoài số môn sinh trong võ đường ra, còn có khá nhiều người hâm mộ biết tin nên rủ nhau đến xem. Phía đối thủ cũng có hẳn một chuyến xe buýt chở các bạn đồng môn của anh ta. Họ mang theo lỉnh kỉnh, máy móc, ý chừng muốn ghi lại một cách kỹ lưỡng những gì sẽ diễn ra. Chỉ sau vài đòn đánh với người võ sĩ to khỏe, Bảo nhận ra đối thủ của mình là môn đồ của hệ phái Kyokushin, một dòng thực chiến của karate. Với những người này, nên sử dụng phương án mềm dẻo, khéo léo tìm sơ hở và ra đòn dứt điểm. Chứ nếu bị cuốn theo cách đánh của họ, thì sẽ là bỏ sở trường đi tìm sở đoàn. Vậy là sau một hiệp, Bảo đã tìm ra hai điểm yếu của đối phương, có thể lấy làm điều kiện cần cho chiến thắng. Đó là đối thủ ỷ vào sức mạnh, nên chủ quan, không chú ý phòng thủ. Anh ta đâu biết Bảo sẽ chỉ đánh vào những nơi có sức chịu đựng kém mà thôi. Chứ còn vùng có cơ bắp cuồn cuộn thì tính làm gì? Thứ hai là tâm lý ngạo mạn của một nhà vô địch đã khiến anh ta chẳng còn chút thận trọng nào để bỏ công tìm kiếm, phân tích đối phương. Nhà vô địch cứ thế ào ạt tấn công. Hết hiệp hai, dù to con, nhưng do nhiều đòn đã đánh vào không khí nên đối thủ của Bảo có dấu hiệu xuống sức. Tốc độ di chuyển giảm đi đáng kể. Đây chính là lúc người võ sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng như sự thận trọng chờ đợi. Khi hiệp đấu thứ ba sắp kết thúc thì người ta thấy nhà vô địch đang giữ dằn sát vào đối phương. Với những đòn đá vòng như vũ bão, thì bỗng dưng khựng lại, rồi đột sập xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Một đòn đá quay sau của đối phương trúng mang tay, đã khiến anh ta không thể đứng vững. Ông trọng tài đã đếm 10 từ lâu, nhưng chẳng thấy người nọ nhúc nhích tí nào. Cho đến lúc ấy cả võ đường mới òa lên niềm vui chiến thắng, mọi người tràn xuống sàn đấu, họ hô vang công kênh người võ sĩ đã đem lại vinh dự cho họ. Trong đám đông ồn ào, Bảo loáng thoáng nhìn thấy một gương mặt quen quen, dù người nọ cố gắng che giấu đi bằng đôi kính đen ngoại cỡ. Đó là hội trưởng Hội Thanh niên Dân chủ. Nếu anh ta có mặt ở đây, thì chỉ có thể bởi lý do sau. Anh ta muốn chính mình kiểm chứng năng lực người hội viên đã được nói đến nhiều, mà không chừng trận đấu này là do hội tổ chức cũng nên. Như thế tức là mình đang dần trở nên quan trọng đối với họ, đồng nghĩa với việc công tác luồn sâu vào trong càng lúc càng thuận lợi. Nhưng cái cách thực hiện một trận đấu thoạt nhìn có vẻ vô tư như thế này cũng cho thấy sự thận trọng và chuyên nghiệp không thể có trong một hội nhóm đơn thuần chỉ bàn về dân chủ. Linh cảm của Bảo cho biết cuộc chiến đấu bắt đầu đi vào giai đoạn mới. Sau cuộc mây mưa, Mai khoác chiếc áo ngủ rồi ra bàn ngồi châm một điếu thuốc. Cô nhả khói khá điệu nghệ khi những vòng tròn cứ nối tiếp nhau bay lên rồi tan loãng ra. Lại hút thuốc à? Lê Công uể oải trườn dậy. Vâng, khói thuốc cũng làm tan đi những ưu phiền. Mãi sau này em mới biết đấy. Cô xoay cổ, vẻ mệt mỏi nhìn bạn tình một cách rừng rưng. Theo thói quen, Lê Công rót ly vang đỏ. Anh ta hiu hiu mắt liếc nhìn cô gái. À, rồi cũng có ngày cô nàng trưởng thành. Nhưng thực lòng, Công thích cái vẻ ngây thơ, hơi vụng về của cô sinh viên mới ra trường mà cách đây gần 2 năm, Công gặp ở văn phòng luật hơn. Nhưng biết làm sao được, chính mình là kẻ đã đào luyện cô ta cơ mà. Từ cái ngày nhấp một chút bia, cô nàng còn ho sặc sụa. Vậy mà giờ đây... Dạo này anh thấy em cứ là lạ sao ấy? Mai gì điếu thuốc vẫn còn gần nửa xuống gạt tàn, nhếch mép nói mà không nhìn Công. Có gì đâu anh, tâm trạng thôi mà. Cũng có lúc phải thế này thế kia chứ, lại cả thời tiết nữa. Bỏ lường câu nói, cô nhún vai đưa mắt sang Lê Công đang chắp tay sau gáy ngả người trên ghế, mắt lim dim. Thôi, em đi tắm đây. Với lấy chiếc khăn, Mai đứng dậy. Đóng xong cửa phòng, cô tiến lại trước gương. Mắt cô long dần lên, hai hàm răng cắn chặt. Cô rít lên. Khốn kiếp.
nằm trong bồn tắm ấm áp đầy bọt rồi mà nét mặt cô vẫn chưa hết căng thẳng. Vẫn biết trong mắt anh ta, mình cũng chỉ giống như một món hàng. Nhưng thực ra ngoài những trò chơi ở trên giường, mình cũng đã giúp hắn không ít. Có nhiều vụ mình đã phải lao tâm làm việc chẳng khác nào một luật sư thực thụ. Lợi nhuận mà mình góp phần đem về nào có ít đâu. Lại còn những lời hứa hẹn nữa chứ. Mai vụt mặt xuống nước trong nỗi thất vọng tràn trề. Cái viễn cảnh trở thành giám đốc phu nhân một công ty lớn, hóa ra vẫn chỉ là giấc mơ. Ta thật ngây ngô khi tin vào một kẻ lọc lõi như hắn. Thôi được rồi, đã vậy chúng ta sẽ cùng nhau chơi ván này, vẫn còn nhiều quân chưa lật mà. Mai biết, trong những chuyến hàng do cô phụ trách chuyển cho công vào miền Nam, có nhiều lần chúng là những thứ chẳng trong sạch gì, thậm chí là chết người. Nhưng cô vẫn không mảy may lưu tâm, bởi tình cảm đã lấn hết chỗ lý trí rồi. Mãi sau cái đêm bay muộn nọ, sự thất vọng buồn tủi đã khiến cô phải suy nghĩ lại. Một lần cô đã khéo léo mở hộp giấy chứa văn phòng phẩm, đúng như Mai nghĩ là hàng trắng. Nhiều file hình ảnh đã được cô lưu lại, và cô biết mọi chuyện chưa thể dừng lại ở đây. Thảo nào người ta bảo, đàn bà dễ có mấy tay. Văn phòng cung cấp thông tin Vũ Gia nằm trên tầng 5 của một tòa nhà khá cũ kỹ. Dù không có biển hiệu hào nhoáng, nhưng cùng với đà phát triển chung của xã hội, Vũ Gia đang là một trong những điểm đến tin cậy của đủ loại khách hàng. Tháng trước, ông chủ của nó còn đang tính phải tuyển thêm nhân sự cho hãng. Nhưng sự thực thì rất ít người có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của công việc này. Mà hình như trong cuộc sống bây giờ, người ta càng ngày càng ít tin nhau thì phải. Yêu thích hình ảnh những thám tử tài ba lạnh lùng trong các câu chuyện được đọc từ nhỏ. Tốt nghiệp cấp 3 không như chúng bạn. Thi vào đại học, Vũ tìm đủ mọi cách để trở thành một nhà điều tra chuyên nghiệp. Sau vài năm đi làm cho một hãng thám tử danh tiếng trong Nam, thì cơ duyên đã đến khi họ cử Vũ đi tu nghiệp ở nước ngoài, nơi có những trường lớp bài bản và đẳng cấp hơn hẳn. Thêm vài năm làm việc trả ơn cho hãng, Vũ ra Bắc lập công ty riêng của mình. Tuần trước có đơn hàng của một Việt kiều Pháp. Bà ta muốn xác minh một người mà theo như những gì Vũ được biết thì con gái bà ta đang muốn tiến đến hôn nhân với anh chàng nọ. Nhưng vì không có điều kiện kiểm chứng về chàng rể tương lai nên bà muốn biết tường tận về anh ta thông qua văn phòng thám tử Vũ gia. Rất cảm thông với tình cảnh đó và lại trước sự lo lắng của bà mẹ đối với việc hệ trọng của con gái mình, Vũ đã đích thân làm vụ này. Công việc không có gì phức tạp khi mà Vũ trong vai người nhà của chàng cựu sinh viên nọ đến xin lại hồ sơ. Với lý do sơ suất nên tất cả giấy tờ của anh ta đã bị thất lạc. Chỉ sau một tiếng đồng hồ làm việc với đại diện của trường PTF, nơi mà trước kia anh chàng nọ theo học, thì Vũ đã có đủ thông tin về người có tên là Lê Quang, cựu sinh viên K6, một trong số ít những người có thành tích học tập tốt nhất của khóa. Họ cũng hẹn sang tuần sau sẽ cấp lại đầy đủ giấy tờ cho anh. Và Vũ chỉ việc giao lại cho khách hàng là kết thúc hợp đồng. Nhưng hình như có điều gì không ổn. Đó là trong lúc trao đổi với người phụ trách, không biết là vì muốn thể hiện sự nhiệt tình thái quá hay không, mà ông ta còn đưa cho Vũ xem cả danh sách lớp. Với sự cẩn trọng của mình, Vũ đã chụp lại danh sách đó. Và với tay nghề của một thám tử có thâm niên, Vũ đã chọn ra 3 cái tên một cách tình cờ. Anh giao nhiệm vụ cho cấp dưới đi điều tra về họ. Kết quả khiến Vũ không khỏi bất ngờ. Cả 3 người nọ dù có chung danh sách lớp học với Lê Quang, nhưng không một ai biết anh ta cả. Họ cũng lắc đầu nói không quen người trong ngành khi được yêu cầu xác minh. Những bất ngờ trong nghề nghiệp không phải là ít gặp, dù đã thanh lý hợp đồng và nhận thù lao cũng như không có thêm yêu cầu nào từ phía khách hàng. Nhưng với bản năng nghề nghiệp và sự mẫn cảm riêng có, Vũ quyết định tìm cho ra chân tướng sự việc. Eleanor đi như chạy về phía trước. Mái tóc vàng hơi xoăn của cô bị bung ra. Nó đang bay trong gió. Hôm nay là buổi tập đầu tiên của cô ở đây. Chỉ còn hơn 10 phút nữa là đến giờ. Vị huấn luyện viên người châu Á mà thầy cô giới thiệu hẳn sẽ không vui nếu cô đến muộn. Eleanor sống ở Maubeuge, một thị trấn biên giới giáp Bỉ. Cô là sinh viên năm nhất của một trường đại học địa phương. Cô cũng tập karate ở đó từ nhỏ. Dù mang đai đen nhất đẳng, nhưng không hiểu sao, cô vẫn thấy cần thiết phải thọ giáo với một ai đó đến từ phương Đông, nơi bắt nguồn của không thủ đạo.
Và dịp may đã đến khi ông thầy cao tuổi của cô đã có những buổi nói chuyện về một người châu Á đang tham gia huấn luyện ở League với một sự khâm phục hiếm thấy. Điều làm cô quan tâm hơn cả đó là người này đặc biệt giỏi về đối kháng, điều mà cô đang thấy mình cần phải bổ sung. Eleanor ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình trên vị trí của huấn luyện viên là một anh chàng còn rất trẻ, chắc cũng chỉ lớn hơn cô vài tuổi. Đôi mắt nâu thông minh và dáng vẻ cương nghị trên gương mặt anh ta làm cô nghĩ ngay đến những hoàng tử châu Á trong các bộ phim chiếu ngoài rạp mà cô đã từng xem. Chắc anh ta là trợ giảng. Nghĩ vậy nên cô chỉ gật đầu chào rồi nhanh chóng thay quần áo. Xin lỗi, tôi muốn gặp thầy Lê Quang. Sau khi khởi động, Eleanor bước lại phía anh chàng khi nãy nói nhỏ. Hiếm khi Bảo nghe thấy một giọng nói êm dịu như thế, chất giọng người miền Bắc Pháp có những đặc trưng rất riêng. Hơn nữa trước nay anh chủ yếu tiếp xúc với đàn ông, nên trong khung cảnh phòng tập nghiêm túc thế này, Bảo chợt thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tôi là Quang đây. Eleanor tròn mắt nhìn anh, cô hỏi lại. Là anh ư? Bảo gật đầu. Có chuyện gì sao? Trông tôi không giống một thầy võ à? À, không, tôi chỉ hơi bất ngờ. À, tôi có thư tay gửi anh. Bảo lại gật đầu. Anh cầm lá thư của một người cùng môn phái. Ông ta muốn học trò của mình được nâng cao trình độ hơn nữa. Vì ông đã xem những video mà các đồng nghiệp của ông gửi cho nên rất tin tưởng ở anh. Được rồi, chào đón cô Ali. Tôi gọi thế được không? Eleanor hơi mỉm cười gật đầu rồi quay về phía hàng. Việc tiếp nhận các học viên người phương Tây đã không còn làm cho Bảo ngạc nhiên nữa. Khi còn ở trong nước cũng có nhiều lần anh tập cùng các anh chàng mũi lõ. Khác với người Việt, họ không có thái độ e dè hay răm rắp nghe theo sự chỉ dẫn của người thầy. Có lẽ do văn hóa phương Tây nên họ luôn đòi hỏi sự diễn giải cặn kẽ cho từng bài quyền, thậm chí là từng đòn đánh, và nếu không được giải thích đầy đủ, họ sẽ không hợp tác. Có anh còn muốn thử đấu vài chiêu với huấn luyện viên, vì theo họ chỉ nói thôi là chưa đủ. Lại còn cái khoản ngoại ngữ nữa, thật là phiền toái, nếu bên cạnh lúc nào cũng kè kè một người thông dịch, càng nản hơn khi người đó chẳng có chút chuyên môn nào, nhiều ông thầy vì thế mà không hoan nghênh họ. Đang cho lớp ôn lại một thế xoay người thì có ai đó lấp ló ngoài cửa. Bảo nhận ra một hội viên dân chủ đã quen mặt. Anh ta chào bằng một thái độ khá kiêng nể. Xin chào thầy. Trên cử tôi xuống để liên hệ với thầy một việc. Số là tới đây sẽ có khoảng hơn 20 anh em trong hội sang đây luyện tập khoảng vài tháng. Sau khi võ đường bên Paris chuẩn bị xong thì họ sẽ trở về. Đây là công văn của hội. Mời thầy xem. Đêm đó, Bảo soạn ngay báo cáo. Anh muốn chuyển thông tin này về nhà. Lãnh đạo sẽ phân tích và cho anh những chỉ thị cần thiết. Thấm thoát, thế mà đã hơn một năm Bảo sống ở bên này. Tây Nguyên. Đã gần 10 giờ, Mai sốt ruột nhìn đồng hồ. Nếu đúng lộ trình thì chuyến hàng phải về từ cách đây 3 tiếng rồi. Nhà máy mới đi vào hoạt động nên có nhiều khâu chưa được trơn tru là điều dễ hiểu. Nhưng cô muốn thể hiện năng lực của mình trong vai trò của một giám đốc chi nhánh nhiều hơn là một người đàn bà lắm kinh nghiệm trong phòng ngủ. Cô vớ lấy điện thoại, nhưng rồi lại đặt xuống. Thực tế đã cho cô biết nhiều khi sự nóng vội còn có tác dụng ngược lại với mong muốn. Mai hít sâu một hơi, rồi đến bên cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra, nhưng ở bên ngoài không thấy gì. Mấy công nhân người thiểu số đang chuyển những xúc gỗ lớn vào phân xưởng với một vẻ kém thành thạo. Giá như chiếc xe nâng kia mà là một chú voi hoặc trâu thì có lẽ họ đã không lúng túng như thế. Mãi đến khi tài quản đốc vừa được đưa ngoài Hà Nội vào tuần trước sắn tay áo lên thì mọi chuyện mới trở nên ổn thỏa. Nghĩ lại chuyện Lê Công đề nghị cô vào đây điều hành nhà máy hồi mấy tháng trước, Mai chỉ khẽ cười khẩy. Giờ cô biết ý đồ của kẻ đã no sôi, mà chính cô cũng đang muốn thay đổi điều gì đó. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta có những lúc bỗng muốn lắng lại, sống chậm hơn, để thấm thía hơn ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Đã có gần 100 người thượng được tuyển vào làm công nhân ở đây. Công việc tuy vất vả nhưng không đến mức quá khó khăn, mà thu nhập cũng được nên họ khá hài lòng. Sau vài tháng hoạt động, Lê Công có vẻ đã ưng ý. Hôm trước anh ta còn thông báo sẽ mở rộng xưởng và tiếp tục tuyển người. Nhu cầu về giấy đang tăng cao, thậm chí có những đơn hàng rất hời nhưng không thể cung cấp cho khách, nên đành từ chối. Đó là anh ta nói như vậy. Nhưng Mai biết, sản phẩm chính mà Lê Công kinh doanh ở đây không phải là giấy. Cái anh ta nhắm đến là những cánh rừng nguyên sinh trên dãy Trường Sơn kia, và tất nhiên là cả cái thứ mà cô đã từng thấy trong những kiện hàng nữa. Tấm bình phong này được anh ta củng cố sao cho dày dặn, để mai mốt khi dự án chính thức được thông qua, anh ta chỉ còn mỗi một việc là nhét tiền vào túi mà thôi.
Cả những việc ấy cô cũng đang tìm hiểu và biết đâu đấy, như người ta vẫn nói, ai có được nhiều thông tin, người đó sẽ nắm lợi thế. Mai muốn nhiều hơn những gì đang có. Chuyến xe mà cô chờ đợi đang từ từ đi vào sân. Ngoài số nguyên liệu để sản xuất bột giấy, còn có vài thùng hàng mẫu mà cô sẽ phải trực tiếp truyền cho đối tác ở Sài Gòn. Như những lần trước, sau khi chỉ còn lại một mình trong văn phòng, Mai khéo léo khui một hộp giấy. Cô không để ý lúc bóc miếng băng dính có một sợi tóc màu trắng đã rơi ra khỏi mép hộp. Vẫn là thứ đó. Thám tử Vũ, sau vài giây suy tính, cuối cùng cũng quyết định gõ cửa căn hộ tập thể trên tầng 4. Người đàn ông tuy luống tuổi nhưng khá bệ vệ ra mở cửa. Phong thái của ông ta không khó để một người kinh nghiệm như Vũ có thể kết luận rằng đây là một công chức hạng trung khi còn công tác. Tất nhiên, tất cả mới chỉ là bước đầu. Dạ, chào chú. Cháu là Vũ, bạn của Bảo. Thực ra thì cháu học trước Bảo mấy khóa, nhưng hồi em nó đi thực tập ở công ty cháu nên anh em chơi với nhau. Hôm nay có việc đi qua đây, tiện đường cháu ghé vào thăm cô chú. Ông chủ nhà hơi cúi xuống, ghé mắt nhìn qua chiếc kính lão, hơi nhíu nhíu mày. Hình như tôi chưa được gặp cậu. À vâng, đúng rồi. Có vài lần Bảo dẫn cháu về chơi đúng lúc chú đi vắng. Cô chú vẫn khỏe chứ ạ? Chủ nhà có vẻ đã bớt nghi ngại. Ông đẩy cốc nước về phía khách gật gù. Tôi vẫn khỏe. Ờ mà cái thằng có bạn bè tốt thế mà chả nói gì. Anh uống nước đi. Câu chuyện cứ thế trôi đi không một chút vấp váp. Và lại Vũ cũng chỉ có thể đi loanh quanh một cách khéo léo. Trước đây nào phải là một cuộc lấy cung. Mãi sau nhận thấy không có gì tiến triển, Vũ đứng dậy xin phép ra về. Lúc ngang qua cửa, Vũ nhìn thấy một tấm ảnh gia đình mà trong ấy nhân vật khiến anh đau đầu đang tươi cười cạnh ông bố từng trải càng khiến Vũ ngán ngẩm. Những thông tin mà ông chủ nhà đem lại cũng không khác mấy với lời của vài người hàng xóm nói về ông khi Vũ cho người đi tìm hiểu vài hôm trước. Hai ông bà là cán bộ ngành than đã nghỉ chế độ. Về đến văn phòng, Vũ ngán ngẩm lôi tập hồ sơ của người có tên Lê Quang ra ngắm nghía một lần nữa. Rồi anh với cây bút đỏ đánh một dấu hỏi lớn lên góc phải. Đoạn Vũ thở dài đứng dậy tiến về phía tủ sắt. Anh nhét nó vào ngăn cao nhất. Chỗ ấy chỉ có vài tập như vậy. Chúng là những vụ hóc búa. Đìa kìa, nước bị. Mùa hè có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất ở đây. Cây cối xanh tốt. Không khí mát mẻ, con người dường như cũng phấn chấn hơn. Hôm qua sau buổi tập, Alienor mời Bảo đến nhà cô chơi trong một vùng nông thôn yên bình. Như cô nói thì cùng với cha mẹ cô còn có một cậu em trai. Ali rất yêu em trai của mình. Có điều cậu ta mắc chứng tự kỷ từ nhỏ. Việc này làm Bảo hơi băn khoăn. Ngoài chai vang chát mà anh dự định sẽ biếu bố mẹ cô, thì Bảo chẳng biết phải mua gì làm quà cho cậu em cả. Loay hoay mãi, cuối cùng anh chọn đại một bộ sáp màu. Chỉ sau hơn một tiếng rưỡi ngồi xe buýt, thị trấn Mobile đã ở trước mặt. Nơi đây chẳng khác mấy so với chỗ Bảo đang sống. Có chăng chỉ là vài cây cầu cổ xưa nằm ẩn hiện xa xa, khiến cho anh cứ mường tượng ở trên đó cách nay vài thế kỷ đã có bao nhiêu nhà quý tộc đánh xe ngựa chạy vội qua để kịp về kinh đô Paris hoa lệ dự tiệc, chiêu đãi do một ông vua Louis nào đó tổ chức. Còn gần hơn nữa thì trong Thế chiến thứ hai, thị trấn cũng trở nên nổi tiếng bởi nơi đây đã diễn ra một trận đánh được xem là cuộc vây hãm dài nhất thế chiến, mà cuối cùng thất bại đã thuộc về người Pháp. Ali đang đợi Bảo, cô xinh tươi trong bộ váy màu xanh da trời, tươi cười chào anh. Sao anh biết Raymond thích vẽ? Alienor hỏi khi Bảo vui vẻ tặng hộp sáp màu cho cậu bé đang hí hoáy trên một tờ giấy khổ lớn. À, cũng tình cờ thôi. Bảo ngượng nghịu đáp, thực ra anh đã đọc được ở đâu đó rằng những người tự kỷ thường có một năng khiếu nào đó rất đặc biệt, như hội họa chẳng hạn. Và quả thực trên tường căn phòng nhỏ của cậu bé có rất nhiều tranh được treo với một sự nâng niu dễ thấy. Trong khi Ali cùng với mẹ cô chuẩn bị đồ ăn thì Bảo được ông bố mời ra vườn. Ông ta muốn làm vài ván cờ. Phải thật lòng mà nói rằng tuy nước đi của vị chủ nhà khá già dặn, nhưng ông vẫn chưa thể là đối thủ của Bảo. Dù vậy anh chàng thừa hiểu việc đem lại niềm vui cho người khác tốt hơn nhiều so với điều ngược lại, thế nên tỷ số luôn nghiêng về phía người lớn tuổi hơn. Bữa ăn diễn ra ấm cúng trong khu vườn nhỏ, nắng nhẹ và gió thổi hiu hiu trên những quả đồi thấp, không ảnh hưởng gì đến cuộc chuyện trò của họ. Ông chủ nhà trong đà chiến thắng
hào hứng kể, ngày còn trai trẻ, ông từng phục vụ trong lực lượng lục quân đóng ở Bắc Phi, rồi bị thương nên giải ngũ. Ông còn khoe chuyện ông có quen một gia đình người Việt ở thị trấn bên cạnh. Họ rất thân thiện. Ông nhún vai nói, tuy đôi lúc lại tỏ ra kín đáo. Có lẽ đó là tính cách chung của người Á Đông. Bảo cố gắng giải thích, nhưng có vẻ ông ta không mấy đồng thuận. Dù vậy, anh vẫn cảm nhận được sự hài lòng mà người chủ nhà dành cho anh. Buổi chiều, Eleanor đưa Bảo đi dạo quanh thị trấn. Sau cùng, họ ngồi với nhau trên một triền sông. Nước sông trong xanh phản chiếu những bụi cây nhỏ mọc rải rác trên những quả đồi quanh đó. Eleanor kể với Bảo những kỷ niệm thời thơ ấu êm đềm. Cô cũng hỏi anh nhiều về đất nước mà cô chưa từng biết đến. Tự dưng Bảo thấy cô gái Pháp này sao mà gần gũi lạ. Thi thoảng anh lại bắt gặp một ánh nhìn ấm áp từ phía cô. Xuống xe khi trời đã nhập nhoạng tối, anh vào căng tin định bụng kiếm chút gì mát mẻ sau một ngày khá dài. Bỗng Bảo thấy chột dạ khi chiếc BMW kép cũ màu rêu cũng vừa khuất sau cánh cổng khu học xá. Sáng nay cũng là nó đi ngay sau xe buýt. Anh cười thầm trong bụng, tớ chỉ đi chơi thôi, có làm gì đâu. Tuy nhiên, sự việc đó cũng củng cố thêm những cảnh báo của cấp trên với anh rằng sự thận trọng chẳng bao giờ là thừa. Hành lang vắng tanh, nghỉ hè mà. Trước cửa phòng, ngay dưới chân anh có một phong bì nhỏ. Góc trên, phía bên trái có cái phù hiệu đã rất quen thuộc của Hội Thanh niên Dân chủ. Họ mời anh 3 hôm nữa sang Paris dự một cuộc họp. Nội dung là triển khai công việc mùa thu. Hà Nội, Việt Nam. Mấy hôm nay thời tiết trở nên nắng nóng một cách lạ thường. Ngay từ sáng, mặt trời đã gay gắt, nhiệt độ tăng nhanh khủng khiếp. Cái nóng còn phả lên từ mặt đường, hắt ra từ những khối bê tông vốn ngày một nhiều lên. Đang lúc ngán ngẩm ấy, Lễ Công nhận được tin nhắn của luật sư Trần. Sapa 5-6. Có nghĩa là họ sẽ gặp nhau ở Sapa vào ngày đó. Trước khi nhà máy chế biến gỗ đi vào hoạt động, Trần đã ra một quy định mới, đó là tránh gặp nhau thường xuyên như trước. Có gì sẽ thông báo. Anh ta giải thích rằng giai đoạn này tương đối nhạy cảm, tình hình bắt buộc phải như vậy, và không nói gì thêm. Có rất nhiều người lên đây tránh nóng, họ thành thơi đi dạo trong sương mù hay nhàn nhã trên vỉa hè trong những quán cà phê ấm cúng. Luật sư Trần đang ngồi ở một nơi như thế. Anh ta không hề ngạc nhiên khi Lê Công xuất hiện trước cửa, chỉ gật đầu chào. Tôi nghe khách hàng phản ánh là hàng tiếp tục bị bóc trước khi giao cho họ. Việc này anh tìm hiểu đến đâu rồi? Vâng, đúng như anh dự đoán, tôi đã cho thử và đã có kết luận chính xác. Mai đã làm chuyện này. Tôi cũng đang định hỏi ý kiến anh, xem nên xử lý như thế nào. Luật sư Trần im lặng hồi lâu. Mỗi khi anh ta cân nhắc điều gì, thì sự im lặng lại bao trùm. Lê Công đã quen với điều đó, nên kiên nhẫn chờ đợi. Được rồi, trước mắt anh cứ xem như chưa có gì xảy ra. Chuyện cô Mai, tôi cho anh toàn quyền xử lý. Còn vụ tuyến đường mới thì như thế nào? Rất tốt anh ạ. Họ là dân bản thổ, thảo đường, lại có quan hệ bà con với chính quyền địa phương ở đó. Mọi chuyện đều trôi. 4 chuyến đã tập kết đầy đủ. Công hào hứng báo cáo. Vì quả thực hiếm khi trong các phi vụ làm ăn, mọi việc lại trôi chảy như thế. Mà cái tay luật sư này kề cũng tài, làm sao hắn lại mò ra được tuyến ấy cơ chứ? Chuyến sau anh bố trí để tôi gửi một người đi theo họ. Chúng ta cần có bản đồ chi tiết, cũng như những thông tin thực tế về khu vực đó. Công việc không dừng lại ở đây đâu. Luật sư Trần hài lòng nhìn người đối diện ôn tồn nói. Họ còn trò chuyện với nhau chừng hơn 1 giờ đồng hồ nữa rồi mới chia tay. Rồi Công chẳng biết người vừa đối thoại với mình đi đâu. Loanh quanh một hồi, anh ta quyết định sẽ ở lại đây vài hôm nữa. Thời tiết nơi đây thật lý tưởng. NT-V đã về kiểm tra lý lịch, hoàn tất. Đó là nội dung bức điện mới nhất cấp trên gửi sang cho Bảo. Thế là mọi việc theo gần đúng như kế hoạch đã thống nhất. Bọn chúng đã về Việt Nam thẩm tra lý lịch của Lê Quang. Tình huống này tất nhiên đã được chuẩn bị sẵn. Như vậy cũng có nghĩa là tình hình đang có những thay đổi rất cụ thể. Chiều nay, mọi thứ chắc chắn sẽ rõ ràng hơn. Sau bữa sáng khá đơn sơ, Bảo đi bộ ra trạm xe buýt theo thói quen nghề nghiệp. Anh đặt một vài cái dấu trong phòng. Thực ra thì căn phòng này đã bị đột nhập đến 2 lần. Nhưng tất nhiên, ở đây chẳng có gì khác ngoài những vật dụng của một sinh viên ngành công nghệ thông tin kiêm huấn luyện viên võ thuật.
Như mọi lần, anh chẳng mang gì nhiều ngoài cuốn sổ nhỏ. Thường thì mỗi khi thấy một ai đó chịu khó ghi chép, người ta có ngay cảm giác rằng đó là một người cẩn trọng. Bảo học được điều này từ một thầy giáo của anh. Nhưng lúc này Bảo chỉ im lặng chống cằm, lắng nghe người chủ tọa đang nói với một chất giọng khá lôi cuốn. Điều đó khiến Bảo buộc phải công nhận rằng công tác nhân sự cũng như việc sắp xếp các vị trí của hội là khá bài bản. Họ luôn tìm kiếm và trưng dụng những người có thực tài và đặt họ vào đúng vị trí. Chính điều này lại khiến cho Bảo dấy lên một điều gì giống như là sự nuối tiếc trong lòng. Giá như những con người ấy, những tài năng ấy được dùng vào mục đích khác, ở một nơi khác, thì mọi việc có phải tốt hơn không? Như những lần trước chúng ta đã từng trao đổi với nhau, việc mở rộng phong trào luôn là mục tiêu chính. Cụ thể hơn thì trong năm nay chúng ta phải có ít nhất là 500 hội viên. Nhưng cho đến thời điểm này, danh sách mới chỉ là gần 200. Trong số ấy lại có những người không tham gia sinh hoạt đều đặn, có khi còn mang ý đồ chống phá. Hiện nay như chỗ chúng tôi được biết thì đã có hơn 20 đơn xin ra khỏi hội với đủ các lý do. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả thế nào chắc là anh em cũng đã hình dung ra. Người hội trưởng cũng chạc tuổi Bảo, có khuôn mặt vuông vức mang nhiều nét của một người xuất thân từ nông thôn. Anh ta đang nói với một tâm trạng không thoải mái cho lắm. Có vẻ như những nội dung vừa được đề cập không hoàn toàn do anh ta soạn thảo, vì đôi chỗ Bảo nhận thấy sự ngắc ngứ trái với phong cách lưu loát của anh trong một vài buổi thảo luận gần đây mà Bảo được tham dự. Phía cử tọa, ngoài số hội viên Hội Thanh niên Dân chủ ra, như mọi khi, trên dãy ghế đầu vẫn là một hàng những vị đã lớn tuổi. Như thế đủ thấy tất cả những hoạt động của nhóm thanh niên đều bị dẫn dắt bởi họ. Sau rồi người nọ cũng kết thúc bài nói chuyện của mình. Trước khi rời bục gỗ, anh ta nhìn xuống cử tọa một lượt nữa rồi hắng giọng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu với anh em một bậc tiền bối, người mà rồi đây sẽ sát cánh với chúng ta trong những hoạt động sắp tới. Người đàn ông với bộ vest màu lông chuột chậm rãi bước lên bục, cặp kính cận khá trí thức, không mấy ăn nhập vào bộ ria mép tỉa khéo của ông ta. Sau khi là một cử chỉ tương đối điệu nghệ, không biết ông học ở đâu để làm quen với thính giả, ông ta bắt đầu nói. Xin tự giới thiệu với các bạn trẻ, tôi phụ trách ban tâm lý của Đảng Tân Việt. Tôi rất vui khi nhìn thấy ở đây những gương mặt mới đầy triển vọng. Những nhân tài rồi đây sẽ là giường cột của quốc gia. Như các bạn đã biết, hiện nay hơn 80 triệu đồng bào ta ở trong nước đang từng ngày mong ngóng sự trở về của các bạn. Họ muốn các bạn sẽ đem đến những làn gió mới, trong mát hơn cho Tổ quốc. Diễn giả có vẻ như đã thuộc lòng bài nói chuyện, vì không thấy có giấy tờ gì trên bàn. Ông ta cứ nghiêng bên này, ngó bên kia, nhìn đám người đang ngồi bên dưới mỗi khi có một ý mới được nêu ra. Mỗi lần như thế, lại có ai đó vỗ vỗ tay mồi, rồi cả hội trường vang lên những tràng pháo tay. Chẳng biết là vô thức hay giật mình mà vỗ tay theo. Luật sư Trần hơi ngạc nhiên khi thấy ở sân bay, ngoài người đàn ông mang kính đen với bộ ria mép tỉa khéo, còn có một cô gái trẻ. Chưa kịp hỏi thì ông ta lịch sự chìa tay về phía cô ta. Xin giới thiệu với anh, đây là cô Thu Lan, một thành viên quan trọng của đảng. Lẽ ra tôi phải báo cho anh biết trước, nhưng kế hoạch có vài thay đổi vào giờ chót. Cô gái cũng vui vẻ bắt tay anh. Còn đây là luật sư Trần, người phụ trách của chúng ta ở miền Bắc. Luật sư đã và đang xây dựng những kế hoạch rất thành công. Ông quá khen. Trần luật sư vui vẻ cất lời. Thôi, xin mời cô và ông lên xe. Việc tổ chức cử phái viên cao cấp về gặp trực tiếp người trong nước thế này là điều hiếm thấy. Phải chăng có vấn đề gì sắp xảy ra? Dường như đọc được suy nghĩ của Trần, người mang kính đen e hèm rồi nói. Do yêu cầu thực tế, chúng ta sẽ tiến hành công việc luôn. Ngay bây giờ và tại đây, tôi muốn nghe anh nói về việc chuẩn bị hướng xâm nhập, cũng như chuyện làm kinh tế trong thời gian qua. Luật sư Trần hơi bất ngờ vì tiệc đã đặt rồi, và chắc hẳn sau đó mới là công việc. Thế mà ông ta lại... À, vâng. Báo cáo thượng cấp. Theo chỉ đạo, từ trong năm chúng tôi đã chuẩn bị hai tuyến. Một nằm ở Tây Nguyên, nơi có nhiều bà con người thượng theo đạo Thiên Chúa. Cơ sở là một nhà máy sản xuất bột giấy công nghiệp. Địa hình vùng này chủ yếu là rừng nhiệt đới với những dãy núi đá vôi. Vấn đề vận tải chỉ có thể thực hiện bằng sức người. Chúng tôi cũng đã tuyển được gần 200 thanh niên trẻ. Họ sẽ là trợ thủ, lực lượng chủ đạo khi thời cơ đến. Việc tập dượt cũng đã được thực hiện khá chu đáo. Tuyến thứ hai thì mới đang ở giai đoạn khảo sát. Tuyến này nằm ở phía Tây Bắc. Người dân ở đây chủ yếu là người Thái và Mông. Mức độ giác ngộ cũng chưa được cao lắm. Chúng tôi đang tiến hành mua chuộc, xây dựng cơ sở. Nhiều việc đang dần đi vào ổn định, nhưng cần phải có lộ trình. Tóm lại, nơi đây chủ yếu mang tính chất dự phòng.
người sở hữu bộ ria đẹp gật gù vẻ hài lòng. Tôi lưu ý các anh điều này. Sự quan tâm không chỉ là riêng bà con bên mình, mà các anh còn phải quan hệ sâu với những người dân Lào ở bên kia nữa. Đặc biệt là cần tổ chức tốt cơ sở trên trục đường mà chúng ta sẽ lựa chọn sau này. Vậy khi nào thì có bản đồ chi tiết những con đường ấy? Việc này đòi hỏi phải có thời gian, vì nếu không làm kỹ thì sau này sẽ rất khó. Xin cho chúng tôi 3 tháng nữa. Người từ hải ngoại trở về lại gật đầu. Sau đó ông ta tiếp tục hỏi thêm vài vấn đề khác và tất cả đều được Trần luật sư trả lời cặn kẽ. Bỗng nhiên ông ta vỗ vai luật sư rồi ra hiệu dừng lại. Rất nhanh chóng cô gái trẻ xuống xe rồi hòa lẫn vào đám đông xe cộ một cách rất bài bản. Đến nỗi luật sư Trần dù đã cố gắng để ý nhưng chỉ sau vài phút đã chẳng thấy cô ta đâu nữa. Cô Thu Lan có công chuyện riêng cần phải hoàn thành. Phân hội Thanh niên Dân Chủ ở Hà Nội hoạt động không được tốt cho lắm. Người đeo kính đen giải thích sau khi xe đã lăn bánh. Chúng ta vừa đi tiếp, vừa tiếp tục trao đổi. Theo chỉ dẫn của người phái viên, Trần luật sư cho xe chạy lòng vòng. Họ vừa đi vừa bàn bạc công việc. Hơn một tiếng sau, khi Trần đỗ xe chờ đèn đỏ trên một ngã tư, thì cô gái nọ xuất hiện trở lại với bộ trang phục hoàn toàn khác với khi nãy. Chưa hết ngạc nhiên thì cô gái đó đã ở trên xe và mỉm cười. Phiền anh đưa chúng tôi trở lại sân bay. Chỉ còn hơn một giờ nữa là máy bay cất cánh. Dù rất bất ngờ trước cách hành xử của cấp trên, nhưng luật sư Trần không dám hỏi gì thêm. Anh ta nhấn ga chiếc Vios đời mới nhằm hướng phi trường. Trong lúc ấy, trong một phòng VIP của nhà hàng Quê Hương, Lê Công đang ngồi ngáp vặt, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Alienor đứng đợi Bảo ở ngoài hành lang. Buổi tập đã hết giờ từ lâu. Lẽ ra anh cũng phải ở đó rồi. Nhưng vì còn phải hướng dẫn nốt mấy động tác cuối của bài quyền số 3 cho một nhóm môn sinh mới. Thành ra mãi gần nửa tiếng sau, họ mới cùng nhau ngồi đối diện trong một tiệm giải khát gần đó. Hôm nào thì em đi. Anh thấy người ta bảo Nam Mỹ là nơi tập trung của những anh chàng bạch trai nhất đấy. Bảo nheo mắt nhìn Alienor cười cười. Vâng, chính thế mà em phải đến đó càng nhanh càng tốt. Cô cũng cười tươi đáp lại. Thực ra hồi trung học cũng đã có một lần gia đình em đi nghỉ hè ở đó. Thời tiết rồi không khí rất là tuyệt. Với lại bác sĩ cũng khuyên đưa Raymond qua đó một chuyến. Ông ta bảo thời tiết ấm áp cùng với văn hóa và lối sống cuồng nhiệt của vùng đất ấy sẽ cải thiện đáng kể tình trạng hiện nay của nó. Và nếu có kết quả thật thì có thể ba em sẽ sống cùng nó ở đó lâu đấy. Thế em sẽ đi bao lâu? À, em thì chỉ chừng một tháng thôi, còn phải chuẩn bị cho năm học mới nữa chứ. Anh thì sao? Đã có dự định gì trong mùa hè chưa? Bảo gật nhẹ đầu. Anh đã có kế hoạch. Nếu không có gì thay đổi, tuần sau sẽ bay qua Úc. Có một chương trình tập huấn ở đó. Thực ra, mọi việc không hẳn như vậy. Sau phiên họp tuần trước, nhằm thúc đẩy việc kết nạp thêm thành viên cho Hội Thanh niên Dân Chủ, bộ phận lãnh đạo đã phân công cho 5 nhóm công tác. Họ có nhiệm vụ trong mùa hè này phải kêu gọi vận động thêm thanh niên Việt ở khắp các châu lục gia nhập hội. Nhóm của Bảo được phân công sang Melbourne, một nơi có khá đông du học sinh Việt Nam đang học tập ở đó. Theo gợi ý của cấp trên, mỗi nhóm sẽ có cách thức tuyên truyền riêng dựa trên thế mạnh của mình. Bảo dự định sẽ tổ chức các buổi giao lưu võ thuật tại các trường có học sinh Việt Nam, qua đó lồng ghép nội dung tuyên truyền. Việc này sẽ do người khác làm, anh chỉ cần thực hiện tốt các bài quyền và một vài màn công phá là được. Tiễn Alienor ra sân bay, trở về. Bảo vội đến ngay điểm hẹn. Hôm nay có chỉ thị mới bên nhà gửi sang. Tháng trước anh được thông báo hòm thư chết có dấu hiệu bị theo dõi, tạm thời thay đổi phương thức liên lạc. Trong nước yêu cầu anh cung cấp danh sách những thành viên mới của Hội Thanh niên Dân Chủ và nếu có thể cả những người đang có ý định gia nhập nữa. Có những thông tin cho thấy một kế hoạch lớn đang hình thành rất có thể sẽ gây mất an ninh quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của tác phẩm Người đến sau. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3.